Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn đây là cây dúi các bạn. Mình mới mua được ở cái vựa, mình mua chung mấy cây đợt trước các bạn. Thì cái cây này nó có cái co rất là quái, nhưng mà cái cây bị người ta bỏ phế và không được chăm sóc, người ta chỉ tưới nước thôi các bạn, mà không được chỉnh sửa. Thì các bạn có thể thấy là cái cỏ mọc, cỏ dại nó mọc và cái cành nhánh nó phóng tùm lum các bạn. Chút kẽm nó nuốt hết luôn rồi, và nó những nhánh mọc hoang nó mọc nó lấn cả những cái nhánh mà nuốt rồi các bạn. Nói chung là cái cây này nó tè le hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình cắt tỉa và mình sẽ chọn dẹp lại để mình thấy cái cốt của cái cây này các bạn. Chủ yếu là mình mua về cắt phôi thôi, để mình xem cái cốt của cây này xem nó đi theo hướng nào, và mình sẽ định hình cho nó bằng cách mình vẽ demo tương lai cho nó ở phần sau các bạn. Để xem coi cái tương lai của nó có được như mình mong muốn hay không. Thì đằng này mình thấy cái cây này nó nuôi từ nhỏ các bạn, và được cái co vặn rất là độc đáo, nên mình nghĩ cái cây này mình sẽ thấy tương lai của nó ok. Mình sẽ tiến hành mình cắt tỉa và mình dọn dẹp lại. Sau khi mình cắt một số nhánh thừa và định hình lại thì còn một số nhánh nữa bạn, mình sẽ nghiên cứu và cắt cho nó sát luôn để cho nó gọn gàng, và mình sẽ nuôi lại những cái nhánh mới theo cái ý của mình các bạn, dựa theo cái cốt thân. Giờ mình sẽ cắt bỏ cái nhánh này luôn các bạn, bởi cái nhánh này nó mọc hoang và một số nhánh thì nó mọc lung tung, nó không có đúng vị trí các bạn. Mình sẽ tiến hành cắt bỏ để mình giữ lại những cái nhánh chính thôi. Sau khi mà cắt hết những cái nhánh mọc thừa và linh tinh các bạn,
chỉ còn giữ lại đúng hai nhánh này các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng sợi dây thì mình uốn để mình định hình hai cái nhánh còn lại, mà những cái mầm sau nó ra sau các bạn, nó ra đến đâu thì mình sẽ uốn theo kiểu đó. Rồi sau khi mình đã cắt và uốn tỉa các bạn, thì các bạn có thể thấy là mình sẽ quay một vòng các bạn xem, thì cái đường thân của cây nó lộ ra nó rất là đẹp các bạn, xù xì và uốn lượn nhìn rất là quái. Rồi mình sẽ tiến hành mình đục bỏ những cái nhánh thừa các bạn, đục bỏ đi để cho nó gọn gàng hơn. Tiếp theo mình sẽ dùng keo mỹ tiến các bạn để mình bôi vào những cái vết cắt để cho nó chống thấm và đỡ bị mục thân và nó liền sẹo nhanh các bạn. Cuối cùng mình sẽ nhấc cái cây ra khỏi chậu và mình sẽ bỏ bớt cái đất đi các bạn. Đất này nó là đất sét, rất là cứng các bạn, nó khô cứng lắm. Mình sẽ cắt bỏ đi để mình và một phần rễ dư thừa để mình trồng chất trồng mới. Sau này mình ép vào cái chậu nhỏ nó sẽ không bị ảnh hưởng cây các bạn. Rồi, mình sẽ bây giờ mình sẽ đi tiến hành mình vẽ demo cho cái tương lai của cây này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở chương trình Photoshop lên, mình vẽ demo cái cây này nha các bạn. Đây mình sẽ lấy cái hình ảnh này mình chụp nữa các bạn. Chụp rồi sẽ mình sẽ vẽ demo xem cái tương lai của nó thế nào các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành vẽ nha.
Thì đầu tiên các bạn sẽ tách nền này ra trước để mình vẽ. Rồi bây giờ mình đã vẽ xong các bạn, mình đã đưa vào chậu demo thử thì cái cây này của mình tương lai nó sẽ là như vậy các bạn. Mình sẽ chơi theo kiểu hệ cây quái các bạn, thì mỗi cây sẽ có một phong cách, nhưng mà mình sẽ làm theo phong cách mà dựa vào cái đường thân của cái cây mình làm các bạn. Thì khi mình dựa vào đường thân của cây mình làm thì
mỗi tác phẩm bonsai của bạn nó sẽ là một cái hình dáng và một cái thế khác nhau, chứ không bị trùng lập như cái bài các bạn, là mỗi cây mỗi dáng mỗi thế. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.